Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và bà con đã đến với kênh Thủy sản 365. Tôi là Vĩnh Thủy sản 365 và hôm nay tiếp tục trong cái chủ đề chia sẻ các cái kiến thức nuôi trồng thủy sản. Thì hôm nay xin chia sẻ với quý bà con một trong những cái chủ đề mà thời gian qua được rất là nhiều anh chị em đã gọi điện và nhờ tư vấn. Đấy là chúng ta khắc phục được cái hiện tượng gọi là hiện tượng bị tảo xanh trong ao ấy. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và bà con cách chúng ta nhận biết và khắc phục được một số cái trường hợp mà chúng ta thấy cái màu nước trong ao của ao nuôi của chúng ta bị biến đổi. Đặc biệt là ở đây là sẽ tức là chúng ta sẽ trình bày về vấn đề là tảo trong ao nuôi thủy sản, về cái nguyên nhân, cái hậu quả và chúng ta cách khắc phục như thế nào. Thì hôm nay sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ về vấn đề này. Thì như quý anh chị và bà con đã biết ấy, thì trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc và quản lý ao nuôi thì việc kiểm soát cái tảo trong ao là rất cần thiết. Quản lý tảo tức là cái quản lý các cái màu nước, các cái chất hữu cơ trong nước này. Đấy, bởi vì cái màu nước, tại sao chúng ta phải quản lý? Vì cái màu nước là nó phản ánh các cái chỉ số và các yếu tố môi trường mà đang ở ngưỡng thích hợp hay là không thích hợp đối với cái động vật nuôi thủy sản của chúng ta. Và cái yếu tố môi trường này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cái động vật nuôi thủy sản của chúng ta. Nên thực tế trong cái quá trình nuôi ấy, thì màu nước luôn luôn biến đổi từ đầu giai đoạn nuôi đến giai đoạn thu hoạch. Đấy, đòi hỏi người nuôi chúng ta là phải có cái kiến thức để nhận biết và đánh giá như thế nào, một cách chính xác màu nước như thế nào thì ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ, cùng nhau chia sẻ cái vấn đề này. Thứ nhất, đấy là câu hỏi bà con cũng hỏi tôi trong thời gian vừa qua. Đấy là ao của em là bị nổi rất là nhiều váng xanh, thì anh cho em biết đấy là nguyên nhân và cách xử lý như thế nào. Thì thưa bà con, đấy là cái nguyên nhân mà làm cho ao của chúng ta nổi nhiều váng xanh ấy, thì đó là do sự phát triển của cái tảo lam, nó phát triển quá mức. Tảo lam hay còn gọi là vi khuẩn lam ấy, mà khi tảo lam phát triển mạnh thì nó thường gây ra hiện tượng là nở hoa. Tảo nở hoa có nghĩa là lúc nó phát triển quá mức thì nó bắt đầu chết, bị tàn đi. Đấy, và cái xác tảo bắt đầu nổi lên trên mặt nước và tạo thành các cái lớp váng đấy trên mặt ao, thường gọi là cái váng tảo ấy. Đấy. Và cái nguyên nhân mà dẫn đến cái hiện tượng này đó là do chúng ta bón cái phân chuồng là quá nhiều này. Mà chúng ta có thể nguyên nhân tiếp theo là chúng ta cho cái cá của chúng ta ăn mà nó dư thức ăn quá nhiều. Đấy, nó dư thừa thức ăn đấy, và nó tạo ra các cái mùn bã hữu cơ và làm cho đáy ao của chúng ta bị ô nhiễm đấy, và chúng ta không thay kịp được nước đấy. Tẩy rãi quá trình nuôi của chúng ta là không tẩy được cái đáy định kỳ trước mỗi cái vụ nuôi đấy, chúng ta không nạo vét bùn đấy, vân vân, rất là nhiều yếu tố. Và các cái yếu tố này nó sẽ làm ảnh hưởng, nó sẽ có một cái hậu quả, đấy là tảo lam của chúng ta là phát triển ra bệnh và xuất hiện rất là cái màng nhầy này, xuất hiện thành từng cái mảng. Đấy, ban đầu chỉ là một cái lớp rất là nhỏ thôi, nhưng mà sau đấy nó sẽ lan rộng ra một cái vùng rất là kín và có thể chiếm toàn bộ diện tích cái mặt ao của chúng ta. Đấy, từng cái mảng kéo dài theo các cái chiều, nó sẽ tấp về các cái góc ao theo cái hướng gió, và sau đó chúng sẽ lụi tàn dần và nó chìm xuống đáy ao và bị phân hủy. Đấy, tạo ra các khí độc. Đấy, thì cái quá trình mà cái phân hủy cái xác tảo này thì nó đã sử dụng cái oxy trong nước đấy, và sản sinh ra các cái khí độc như là NO2 này, NH3 này, H2S này, và xảy ra tình trạng là cá chúng ta bị nổi đầu do thiếu oxy này và cái khí độc quá cao đấy. Đặc biệt là các cái đối tượng như là cá chấm cỏ đấy, là cái loài mà nó yêu cầu nước là nước sạch, thì nó là yêu cầu nước sạch, mà cái nước của chúng ta bị bẩn là nó là cái con nổi đầu tiên đấy. Đấy, và sau đấy là các đối tượng cá của chúng ta sẽ bắt đầu có hiện tượng là giảm ăn và bỏ ăn đấy, và thường xuyên nổi trên mặt nước, bà con nên lưu ý đấy, chậm phát triển và giảm sức đề kháng, từ đó mà nó sẽ rất là dễ sinh ra các cái bệnh, và thậm chí là cá nếu mà bị nặng có thể bị chết. Ngoài ra thì tảo nó cũng tiết ra các cái độc tố và gây hại cho cá, đặc biệt là các cái loại cá ăn lọc như là cá mè trắng, cá mè hoa đấy. Thì đấy là cái lý do và cái nguyên nhân. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái phương pháp để chúng ta làm thế nào chúng ta có thể hạn chế được cái tảo lam này, và cũng như nếu đã bị thì chúng ta sẽ khắc phục như thế nào. Đấy.
Thì thưa bà con, thì nếu mà chúng ta cái tảo lam thì nó có khả năng khắc phục, tức là phục hồi quần thể của chúng nếu như chúng ta tiêu diệt chưa hết chẳng hạn đấy. Nên chúng ta cần phải làm các cái đồng thời, chúng ta phải tiến hành rất là nhiều biện pháp cùng một lúc đấy. Cái bước đầu tiên bà con nên làm ấy, thì chúng ta thứ nhất đấy là chúng ta cắt đứt cái nguồn dinh dưỡng xuống ao, thay nước, tăng cường oxy. Thì để làm được cái bước này, chúng ta sẽ phải là dừng ngay cái việc mà chúng ta đưa cái phân bón xuống ao, như là phân vịt, phân gà, phân lợn, vân vân. Và nếu đang sử dụng phân chuồng ấy, thì chúng ta sẽ ngừng hết toàn bộ các cái phân này đưa xuống ao. Đấy, chúng ta tính toán cái lượng thức ăn cho cá, cho cá thì chúng ta giảm đi 1 phần 2 lượng thức ăn cho cá. Đấy, và chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc 4 định để chúng ta định lượng làm sao cho cái khẩu phần ăn nó hợp lý và không làm dư thừa để nó tồn dư dưới đáy ao, đấy, sinh ra các khí độc. Chúng ta có thể dừng cho cá ăn một ngày nếu như có cá có hiện tượng nổi đầu và không ăn. Nếu như mà trong ao nuôi cá, đặc biệt là cá chấm cỏ, thì hàng ngày chúng ta phải vệ sinh vớt các cái cỏ, các cái cành cây như là cái sắn chẳng hạn mà nó còn dư thừa ra trong ao thì chúng ta vớt lên, không tránh làm cái ô nhiễm nước. Chúng ta có thể thay nước từ 3 đến 40% bà con nhé, 3 đến 40% lượng nước trong ao bằng cách chúng ta rút cái nước đáy đấy, vì cái đáy của chúng ta đang bị ô nhiễm mà. Chúng ta sẽ phải rút cái nước đáy ra và bổ sung một cái lớp nước tầng mặt, và chúng ta thay liên tục từ 2 đến 3 ngày, mỗi ngày khoảng 30% lượng nước trong ao là hợp lý nhất. Sau đấy chúng ta cấp nước vào ao và đảm bảo là cái nguồn nước ở đây là bà con cấp vào là nguồn nước sạch và được lọc qua các cái túi lưới nhé, túi lưới để nhằm loại bỏ các cái mầm bệnh, dịch bệnh bên ngoài vào bên ao, trong ao. Tiếp tục nữa là chúng ta dùng các cái quạt khí để chúng ta quạt cấp thêm oxy và đẩy các cái khí độc ra khỏi ao chúng ta. Hoặc là chúng ta dùng cái vòi bơm bơm nước từ trên cao xuống cũng có thể làm tăng được cái oxy cho hệ thống ao chúng ta. Và hàng ngày thì bà con nên vệ sinh ao và vớt hết các cái, nếu có điều kiện thì chúng ta vớt hết các cái lớp tảo đang tàn trên ao nếu mà chúng ta có thể vớt được. Hoặc là chúng ta có thể chế ra được các cái máy chúng ta hút tảo tầng mặt đấy. Bà con có thể xem một số cái video trên YouTube này chẳng hạn, là có những cái video người ta hướng dẫn chế tạo ra cái máy để hút tảo trên tầng mặt đấy. Đấy, đấy là tôi đã chia sẻ cái bước thứ nhất là bước chúng ta cắt đứt cái nguồn dinh dưỡng xuống ao và thay nước cũng như là tăng cường oxy. Cái bước tiếp theo bà con nên làm cùng lúc đấy là chúng ta tiêu diệt tảo. Đấy, tiêu diệt tảo thì bây giờ bà con có thể sử dụng một số cái hoặc các cái hóa chất như chúng ta có thể sử dụng đồng sulfat phát này, chúng ta có thể sử dụng BKC, hoặc chúng ta có thể sử dụng các cái hóa chất diệt tảo từ các đơn vị, các cái công ty họ đã sản xuất, và cái liều thì có thể bà con tham khảo trên cái bao bì đấy. Chúng ta có các cái chất diệt tảo thì bà con quan tâm cái chất diệt tảo nào mà có hiệu quả nhất thì có thể gọi điện về phòng thủy sản 365 bằng số hotline trên màn hình, chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con chi tiết hơn. Đấy, cái bước thứ ba thì là bà con phải làm sạch môi trường nước và đáy ao. Thì làm sạch như thế nào? Bà con có thể sử dụng bà con tức là sau khi mà đã khử trùng bằng các cái chất trên kia, chất chúng ta diệt khuẩn, diệt cái tảo lam bằng các cái hóa chất kia, thì chúng ta có thể sử dụng các cái chế phẩm sinh học mà bản chất là nó có cái thành phần là bacillus này, lactobacillus, nitrobacter hoặc nitrosomonas để chúng ta giảm các cái khí độc trong cái quá trình mà tảo nó sinh ra khí độc ở dưới đáy ao. Đấy, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm men vi sinh bà con nhé. Và sau đấy có thể 7 đến 10 ngày thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng lặp lại cái các cái chế phẩm sinh học đấy. Và đồng thời chúng ta có thể đánh Zuka để chúng ta hấp thụ nhanh các cái khí độc trong cái quá trình chúng ta đánh cái các cái chất diệt tảo. Đấy. Thì lưu ý, bà con phải lưu ý đặc biệt như thế này, là nếu mà chúng ta xử lý nước mà chúng ta không cắt cái nguồn, như cái bước 1 ấy, không cắt cái nguồn dinh dưỡng đưa xuống ao thì chúng ta xử lý tảo sẽ vô nghĩa và không hiệu quả. Đấy. Đấy, sau khi đã qua ba cái bước đấy, chúng ta bước 4 là chúng ta phòng bệnh cho cá. Vì trong cái quá trình mà tảo phát triển như vậy, nó sinh ra các khí độc thì con cá của chúng ta có khả năng là đã bị yếu và các cái mầm bệnh đã tấn công vào cơ thể cá, thì chúng ta thì phải tiến hành phòng bệnh cho cá. Và sau khi vì vậy thì bà con mà trong cái quá trình này ấy, thì bà con nên bổ sung các cái thảo dược như là bột tỏi. Đấy, bột tỏi để phòng bệnh cho cá, đồng thời tăng sức đề kháng cho cá bằng cách là bổ sung thêm vitamin C và đấy, hoặc là B1 đấy, để cho cá ăn vào tăng sức đề kháng. Và định kỳ thì hai lần mỗi tháng thì chúng ta có thể sử dụng vôi để chúng ta rải đều trên mặt nước với cái liều khoảng 2 đến 4 kg cho 100 mét vuông mặt nước.
đấy, và chúng ta định kỳ khoảng 15 ngày chúng ta xử lý một lần đấy, chúng ta hòa đều vào chậu và chúng ta tạt đều qua nhau để phòng bệnh cho cá. Và trong cái quá trình nuôi thì bà con nên lưu ý chúng ta duy trì được cái độ trong của nước ở ngưỡng thích hợp là từ 30 đến 40 cm. Nếu độ trong mà có thể ít hơn thì chúng ta cũng sẽ cân đối để chúng ta có cái biện pháp xử lý kịp thời đấy. Chú ý đối với những cái ao mà bị ô nhiễm, đã bị nhiễm trùng đó. Ô nhiễm xong và đã bị nhiễm trùng do nguồn nước ô nhiễm ấy, thì nếu chỉ tiêu diệt tảo và khử trùng nước thì không mang lại hiệu quả, mà bà con chỉ kìm phải đánh thêm cái kháng sinh. Đối với những cái ao mà cá bị bệnh nặng thì chúng ta vẫn phải sử dụng thêm cái kháng sinh. Ngoài các cái chất bên trên đã đề cập thì bà con nên sử dụng thêm cái kháng sinh để phòng bệnh cho để điều trị và phòng bệnh cho cá đấy. Thì trên đây tôi cũng đã chia sẻ với bà con các cái bước để chúng ta xử lý một cái ao đang bị hiện tượng là ao đổi màu nước, đặc biệt là do các cái vấn đề do tảo đấy. Thì bà con mà đang xem hết cái video này, xem tới đây mà cảm thấy cái video này hay và ý nghĩa, cấp cho bà con thêm các cái kiến thức về cái cách để chúng ta xử lý cái tảo trong ao, thì bà con có thể bấm vào nút like, bấm vào nút chia sẻ để chia sẻ cho anh em chúng tôi có những cái động lực để làm những cái video tiếp theo cho bà con. Xin chân thành cảm ơn bà con, và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo. Bà con có cái câu hỏi nào có thể đặt ở phần bình luận, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.